review cái phòng ngủ để cho các bạn xem coi có đẹp không nha. Đây lối vào của nó, đây là phòng của mình đây, phòng số 20703, mở từ vào nha. Vào phòng, cái khu này là để khu để mình đóng nước rồi là hâm đồ ăn, rồi có lò microwave, rồi có một cái tủ lạnh rất là lớn nha. Đây có cái cửa sổ ở bên ngoài, ở đây có một cái sofa để ngồi mình tiếp khách, mình xem tivi. Đây có cái tivi ở ngoài khách, cái phòng. Ở đây có một cái cửa chính đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đây. Đó, có cửa ở trong một cái hồ bơi ở phía trước để mình bơi xong mình có thể ngồi ở đây relax. Cái phòng này là trần rất là cao, đó là cái khu ngoài để ngồi chơi, ngoài sofa xem tivi chơi. Còn đi vào trong thì nó có hai cái cửa để đi vào đó, một cái cửa ở bên tay trái, một cửa bên tay phải, đều đi vào phòng ngủ được. Phòng ngủ thì một giường đôi, đây thiết kế một giường đôi khá đẹp và khá sang trọng ha. Ở bên ngoài thì là cái hồ bơi và có một cái ghế để ngồi uống cà phê và ngắm cảnh, vì cái hướng này là hướng nhìn ra biển. Đó, đây là hướng nhìn ra biển. Còn đây là phòng toilet. À, trong phòng ngủ thì cũng có một cái tivi các bạn. Đây có thể nằm xem tivi. Toilet thì rất là rộng. Ở đây có một cái bồn tắm rất là rộng. Đây